bắt đầu. Vậy là đã thủ tục giả bóng đá xong. Trận đấu vòng loại cuối cùng của giải bóng truyền hơi làng Phượng Nghĩa, hội làng năm 2023 giữa đội Sala và đội Đại. Đội và điểm cho Sala 1-0. Sala và gì nhỉ? Đây là đội Đại Thành. Đại Thành. Vâng, xin chào tất cả các quý vị khán giả. Hình ảnh đang được truyền trực tiếp văn hóa làng thôn Phượng Bản, Phượng Nghĩa, giữa trận đấu giữa hai đội Đại Thành và Sala. Phía gần màn hình là đội Đại Thành và phía xa màn hình là đội Sala. Đã tiếp đổi vào điểm cho Đại Thảo 1-2. Tỷ số hiện tại đang là 1-2, tạm thời nghiêng về đội Sala. Và xin giới thiệu đội hình hai đội xuất phát, gồm có đội Đại Thành gồm có số 9 giảm tay đội điểm 6 Sala 3-1, số 1 Ngọc Ngộ, số 12 Thanh Mai, số 4 Mai Trang, số 5, số 16 Nguyễn Hà. Về phía đội hình ra sân của đội ngoài đội điểm 2-3 cho Đại Thảo, truyền 2 Ngọc Hướng, trên áo là ghi là Đào Hướng. Đào Hướng, số 6 Kiều Anh, số 10 Hà Nghiệp, số 19 Cô Vân, và áo không số là Diệu Thúy. Tỷ số là 3-3. Vừa rồi là một pha đập bóng không qua lưới đến từ số 01 Ngọc Ngố. Rất đập rất mạnh. Đập tiếp điểm cho Sala đến từ số 6 Kiều Anh bên Sala. Cô gái tuổi đời rất trẻ, sinh năm 2K4. Rồi tấn công phản công cho Đại Thành. Tiếp tục Nguyễn Hà, đá bóng tốt đến từ đội Sala. Bên Sala có một cô gái mặc áo xanh nõn chuối. Này Sala dẫn trước 6-3. Diệu Thúy, một phong cách rất trẻ trung. Chấm tiếp 7-3. Sala bây giờ với quanh khí hậu và sân bãi tại Văn Chỉnh. 7-3 cho Sala. Kiều Anh phát bóng. Không qua. Vừa rồi là một pha xử lý không quản lý đến từ Mai Trang, đến từ đội Đại Thành. Vậy là hai đội tạm dừng hội ý, và chính xác là đội Đại Thành. Tỷ số là 8-3. Không thuận lợi, một pha chuyền hai không thuận lợi đến từ đội Đại Thành. Kiều Anh
một pha bật nhảy rất cao. Điểm về Sala 9-3. Cố Vân phát bóng. Một đội hình rất hỗn hợp. Không qua đều điểm. Cô và các cháu. Đến 9 cho đại thảo. Tốt. Một cái chân khéo đến từ Kiều Anh. Tiếp tục là Kiều Anh vừa đỡ bóng. Ngoài điểm. Vậy là trọng tài xác định bóng ngoài sân sau cú đập bóng từ Kiều Anh. Và giới thiệu đến tất cả các quý vị khán giả trận đấu bóng chuyền hơi hội làng thôn Phượng Nghĩa giữa đội Sala và Đại Thành. Chú ra chú hỏi anh xem là bảng nào đấy. Đây là bảng bảng A không biết bảng B. Thôi hỏi chú. Ngoài đội điểm chắc chắn là 10 5. Ở bên thôn Phượng Nghĩa em ạ. Nếu tính đường chim bay thì nó khoảng độ hơn 1 km, nhưng mà đi đến Phượng khoảng rẽ phải và một đoạn là tới. Đội điểm với Đại Thành. Bây giờ nó cấm không được chia sẻ bài luôn. Nó chặn. Tức là cái quản trị viên họ chặn. Không sao. Không cần. Chắn bóng rất tốt đến từ Đại Thành. Vừa rồi là một pha đập bóng rất mạnh đến từ Kiều Anh. Tiếp tục là Kiều Anh. Một cô gái trẻ sinh năm 2K4. Tiếp tục là chắn bóng tốt. Điểm cho Đại Thành 70. Có số của nhái không? Gửi vị trí cho nhà. Nhái á? Trận đấu vòng bảng cuối cùng của bảng A hoặc bảng B gì đó là thấy vừa nãy hỏi các bạn là trận đấu vòng bảng cuối cùng. Sau trận đấu này sẽ diễn ra hai trận bán kết. Hôm qua điểm Đại Thảo 80. Bán kết là chung kết giải bóng chuyền hơi lễ hội truyền thống làng Phượng Nghĩa năm 2023. Trước mắt chúng ta là trận đấu giữa Sala và Đại Thành. Phía gần màn hình là Đại Thành, phía xa màn hình là Sala. Một pha xử lý bóng ngoài sân. Điểm cho Đại Thảo 90. Vậy là 90. Bảng B. Như vậy là hai trận đấu trận đấu này là trận đấu cuối cùng của bảng B. Vậy là đội tạm dừng xin dừng hội ý tranh bóng từ thì quân. Ở đây họ đăng ký là đội Đại Tạng. Vừa nãy hỏi đội trưởng thì báo là Đại Thành, nhưng mà thôi ban tổ chức báo lại là đội Đại Tạng. Cô Vân vừa đỡ bóng. Kiều Anh chắn bóng ngoài sân. Điểm cho Sala 11-10. Phong cách chơi của cô gái trẻ 2K4 rất sông sáo và năng nổ. Tiếp tục điểm cho Sala 12-10. Cảm ơn. Em đánh cho đội Lùi Trúc à?
đâu qua đời điểm đại tả 11 12. Cứ đập đập mạnh là được. Điểm 11 12. Cả các đường truyền của Salah đều tập trung vào Kiều Anh. Một chủ công chính của đội Salah. Sinh năm 2K4. Tiếp tục là Kiều Anh. Tiếp đời là điểm cho Sana. Bóng ra ngoài. 13-12. Đội hình ra sân của Đại Tảo gồm có các cô gái như sau: số 9 Huyền 6, số 16 Nguyễn Hà, số 4 Mai Trang, số 101 Ngọc Ngố, và chuyền 2 là để Thanh Mai, số 12. Kiều Anh. Một pha thực hiện không thành công đến từ Kiều Anh. Vô định bỏ nhỏ. Bóng ngoài sân. Điểm cho Sala. 14-12. Diệu Thúy phát bóng. Cô gái có một trang phục rất sặc sỡ. Kiều Anh. Phản công cho Đại Tảo. Tiếc là đập bóng ra ngoài sân. 15-12. Từ Nguyễn Hà. Điểm 15-12. Không thua. Điểm sang A 16. Cố ý. Giấy đây này người ta có. Họ lấy. Họ đang muốn đòi. Mang ra xem. Vâng, xin chào Trần Hường nha. Trần Hường sinh năm bao nhiêu? Trận đấu đang diễn ra tại nhà văn hóa thôn Phượng Nghĩa, xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ. Hà Nghiệp phát bóng. Hà Nghiệp hiện tại đang là đội trưởng của đội Salah. Một cô gái cũng rất là trẻ trung, sinh năm 1998. Đội 3 điểm 13 16. Chắn bóng tốt. Điểm 13 16. Chắn bóng tốt. Điểm 14-16. Hầu như tất cả đường truyền là đều truyền chính cho Kiều Anh. Điểm đã cả 15-16. Điểm cho Đại Thảo 15-16. Phạm Lỗi đổi vào điểm cho Thái Lan 17-15. 17-15 cho Salah. Cô Vân phát bóng. Giải bóng chuyền hơi hội làng thôn Phượng Nghĩa gồm có 6 đội tham gia, chia làm 2 bảng và lấy 4 đội vào
bán kết. Nhất bảng A gặp nhì bảng B. Nhất bảng B gặp nhì bảng A. Điểm cho thân A. Hiện tại trước mắt quý vị khán giả là trận vòng bảng cuối cùng của bảng B giữa đội Sala và Đại Tảo. Hôm qua đổi điểm cho Đại Tảo là phát bóng qua lưới đến từ Diệu Hí của đội Sala. Điểm số 16-18. Lại là Kiều Anh. Tiếp tục là Kiều Anh. Điểm 17-18. Như vậy là đập bóng ra ngoài. Ngôi coi gì nữa. Chặn bóng. Vậy chẳng sao đâu. Bóng thôi. Rất đáng tiếc. Phát xử lý lớn hà 19, của đội Đại Tảo. Một pha ý đồ rất là tốt nhưng không thành công. Một pha bỏ nhỏ chéo sân. Đội ba điểm 18-19. Đây, chúng ngồi đây để anh chụp lại cho anh. Điểm 19 này, cái tay. Một cú bò nhỏ rất hay của 19 đánh tới chạm 21 Kiều Anh. Một người ba điểm 20 đều. Nhanh lên, phải là được đấy. Nhẹ thôi. Rúi. Anh tự tạo độ được rồi. Đuôi. Vậy là phần thắng đã thuộc về đội Liên Quân Sala. Set thứ nhất tỷ số 21-20. Nghiêng về đội Liên Quân Sala. Trần Hướng ơi, ở thôn Văn Chỉ, Phượng Nghĩa nhá. Thôn Phượng Nghĩa, Phùng Châu, Trương Mỹ. Sau trận đấu này là sẽ diễn ra hai trận bán kết. Con Nam đánh nhỉ? Và set thứ hai chuẩn bị bắt đầu. Đội Sala sẽ phát bóng trước. Bắt đầu. Kiều Anh làm gì không? Một tình huống bóng rất gây cấn. Vẫn là Kiều Anh. Công chính của đội Liên Quân Sala. Điểm 1-0 cho Sala. Cú phát bóng rất hiểm hóc của cô Vân. Cứu bóng rất cố gắng của
Diệu Thúy. Vẫn là Kiều Anh ghi điểm cho đội Liên Quân Sa La. Điểm 2-0. Cú đập không qua lưới của Diệu Thúy. Đổi vào điểm 1-2. Một pha bò nhỏ. Một pha cứu bóng rất cố gắng của Diệu Thúy nhưng không thành công. Điểm cho Đại Tạo 3-2. Cú đập rất tốt của Kiều Anh. Một cú nhường nhau của Liên Quân Sa La. Đội Liên Quân Sa La đã mắc lỗi chạm lối. Điểm 4-3. Chuyền hai Thanh Mai của Đại Tảo có cái đôi tay rất khéo. Cú ghi bóng rất tốt của chuyền hai đội Liên Quân Sa La. Có làm gì được không? Cơ hội cho đội Liên Quân. Tình bóng rất là co. Và đánh rất hay của Thúy Ngố. Điểm cho Đại Tảo 6-3. Tình huống đấy trọng tài đã xác định bóng trong sân. Phát bóng ăn điểm trực tiếp. Điểm 7-3. Một pha đập rất mạnh của Kiều Anh. Đổi vào điểm 4-7 cho Sa La. Cú đập rất tốt của Diệu Thúy. Điểm
75. 57. Đổi vào điểm đã trả. Chắn bóng tốt cho Đại Tảo. Đổi vào điểm 85. Kiều Anh tuy có độ tuổi rất ít nhưng mà sức dướn của cô rất tốt. Chả biết bình luận kiểu gì luôn. Pha phối hợp không thành công của đội Đại Táo. Đổi vào điểm Sala. 7-9. Chắn bóng lọt càng. Đổi vào điểm 10-7. Cú bỏ nhỏ rất tốt của Hà của bên Đại Táo. Và khi đã để cho đội Đại Táo dẫn lên 4 điểm, đội Sala đã xin tạm dừng hội ý. Trong set đầu tiên, đội Đại Tảo vào nhập cuộc chưa được như ý, và hiệp 2 này đã bắt đầu khởi động và đang dẫn điểm đội Sala. 11-7 nghiêng về Đại Tảo. Giờ hội ý đã hết, trận đấu bắt đầu. Sau khi đội Sala xin dừng hội ý chiến thuật, đội Đại Tảo đã phát bóng ra ngoài. Đổi vào điểm 8-11. Cú đập rất mạnh của Kiều Anh nhưng bóng ra ngoài. Đổi vào điểm 12-8. Sala có đội trưởng Hà Nghiệp, Nivelo rất nhanh và kinh nghiệm. 9-12. Chạm tay điểm. Cú đập rất tốt của Kiều Anh, à Diệu Thúy. Bóng đã chạm tay ra ngoài. Điểm 10-12. Trọng tài đã bắt bóng không qua lưới của đội Sala. Đổi vào điểm 13-10. Đây
ngoài điểm Thao đập bóng rất mạnh nhưng bóng chạm lưới ra ngoài. Điểm 14-10. Một cú bò nhỏ rất khéo của Kiều Anh, chủ công chính của đội Sala. Đổi vào điểm 11-14. Trường hợp mà bóng rất khó, bóng đã mắc lưới. Đổi vào điểm 15-11 cho Đại Táo. Cú phát bóng rất khó của đội Đại Táo. Trọng tài đã bắt lỗi nâng bóng của đội Đại Táo. Đổi vào điểm cho đội Sala. 12-15. Lại là một tình huống bóng rất giằng co. Đội Đại Táo đập bóng ra ngoài. 13-15. Điểm cho Sala 13-15. Cú cứu bóng rất tốt của Kiều Anh. Cú đập rất mạnh nhưng không qua được tay chắn. Cú đánh bóng rất khéo của Diệu Thúy đã chạm tay ra ngoài. Điểm 14-15. Sau khi để cho đội Sala ghi liền 4 điểm liền và đội Đại Táo đã xin tạm dừng hội ý. Trận này là trận vòng bảng cuối để xác định lấy một đội vào trận bán kết. Hai đội rất nỗ lực. Phát bóng là Kiều Anh. Rất tốt của Đại Táo. Liệu có lên xếp 3 không? Cú đập rất tốt của Kiều Anh chạm tay chắn. 15-16. Vẫn là Kiều Anh. Cú bỏ nhỏ ra ngoài. Điểm 16 đều cho Sala. Cú đập rất tốt của Đại Thành. 16 à? Đôi điểm 17. Trọng tài xác định bóng trong sân. Điểm 18-16. Đội trưởng Hà Nghiệp đã ra ý kiến với trọng tài nhưng trọng tài đã giải thích và đã hiểu. Cú đập bóng rất tốt của Đại Táo nhưng Hà Nghiệp rất nhanh.
Cú bỏ nhỏ rất hay của Kiều Anh. Đổi 3 điểm 17-18. Kiều Anh có thân hình rất nhỏ nhắn, xinh gái. Cho điểm rồi, làm gì được không? Cứu bóng rất nỗ lực của Truyền Hai. Và Kiều Anh đã cùng một đập in dấu điểm 18-19. Bỏ nhỏ rất hay. Cú đập rất tốt của Kiều Anh. Điểm cho Sala 19-19. Tất cả các trận đấu của vòng bảng bên trong là sẽ đánh chạm 21. Kiều Anh làm gì được không? Bóng đã chạm tắn. Bóng đã chạm chắn của đội Đại Tảo ra ngoài. Điểm 20-19. Sala có hai cơ hội để kết thúc. Và kết thúc trận này, đội Sala đã thắng đội Đại Tảo với tỷ số 2-0. Hai set rất sát nhau. Set trước là 21-20, set sau là 21-19.